Dạ xin chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tình Biên. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả quý cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong phòng chống dịch Covid nha anh em. Chào anh em ơi. Dạ chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay em đưa lên một cây mai sù bú nè anh em. Sù bú của nhà em nha. Chia sẻ cùng anh em, góp vui cùng anh em. Cái này em chưa vô luôn nha anh em. Chia sẻ cho anh em cho có clip trong ngày nha anh em. Hôm nay tình hình dịch căng còn phức tạp anh em ơi. Không có đi săn phôi được anh em. Đem cây nhà lên chia sẻ với anh em nha. Cây sù bú hàng độc nhất vô nhị anh em. Wow. Đó, anh em giùm à. Cục bú hết hồn luôn anh em. Cây này cây bông đẹp luôn nha anh em. Em ba bấu vô cái cục sù sù này. Nó rất là to nha nè. Bấu nó như đây nè. Nó cho anh em hình dung nha. Sù hồi Tết thì em đo 53, 53, 54. Hôm nay đo lại 57, 58 nha nè. Sù nó nở rất là bự nha anh em. Còn đo eo sát với đây thì 51, 52 à. Dân cục trên đây nè, bự lắm nha nè. 58, nãy đo 58, 57 thì em quên mất tiêu rồi. Cái mình nạt nó lên đây trên đây là khoảng 32 nha nè. Cây đang nằm chậu chậu 7. Lọt lòng 60. Chậu phước lộc thọ nha nè. Cây cao 1m1 anh em ơi. Cây này cây bông đẹp nha nè, mới thay chậu bữa hôm kia nha nè, 3 ngày rồi. Này chia sẻ cho anh em xem cho vui nha anh em. Em xây một vòng nha anh em. Cây liền lạc hơn nha anh em. Không măng sẹo nha anh em. Này ngộ cái là mình những vết vết thẹo là nó gom nguyên cục sù sù nha anh em. Anh em dậm vết sẹo xưa nè, đó. Chỗ này họ Tết có bông luôn nha anh em. Đây, anh em dòm nha. Đó, Tết là nổ bông ở đây nha anh em. Đây, dưới rễ lên sù luôn. Sù nó lên nu cục nó ngộ lắm nha anh em. Hàng độc nhất vô nhì anh em ơi. Hàng khó tìm nha anh em. Anh em dòm nước sù nè. Dòm anh em dòm như cục đá vậy đó. Đá giống như đá núi anh em, đá dầm thạch, đá núi vậy. Sù nó cục dậm dữ lắm nha nè. Cây này em mua hồi trong Tết anh em. Trong Tết rồi trời xài được một mùa Tết nha nè. Giờ mới thay đất. Mới thay đất thay chậu nha anh em. Cái này Tết nổi bông là bông dảo nha anh em. Thì đây chỉ có một mặt cắt đỉnh anh em ơi. Đây. Khoảng hơn 2 ngón tay anh em. Nè, nó cuốn thằng clip nè. Ngoài ra là cây sạch sẽ luôn anh em ơi. Cái này em thích nhất trong vườn luôn anh em. Đúng là con trai của ta. Cái này em chưa vô luôn nha anh em. Quay đi. Này Tết ra bông thứ gì chịu nổi nè. Bộ đôn chậu nè. Rất là hợp với cây sù nha anh em. Chậu phước thọ nha anh em. Quá đẹp, sù quá đẹp. Khoái cục sù nè.
đây nó luôn chảy nè, chừng nữa đây nó cọ nguyên xù ở đây nè, trên cái cấu cạnh những vết thẹo nào mà tự động nó gom lại nó thành cục xù anh em, ngộ lắm. Bản thân nó là xù rồi, xù nu đó. Hoành hồi Tết là có 53, giờ đo lại 57, 58. Cục xù nó càng ngày càng nở anh em ơi. Đẹp lắm nghe anh em, ở ngoài đẹp lắm anh em ơi. Nào giờ mới thấy cái nước xù nó dữ lắm nghe anh em. Xù mà lên nu anh em ơi, nu cục. Anh em dòm ngoài dữ lắm. Damn. Quay cho anh em cận cảnh cho anh em xem. Này chảy nè, chảy nè, chảy cọm luôn anh em, nó cọm luôn nè, thấy không? Nó đang lắng qua đây nè anh em, xù nu nữa lắng qua đây nè, chỗ dưới để nó lắng lên nha. Vài năm nữa bỏ đám, cái này là bích tu nha em, phiền một cục bự vậy nè, bỏ đám đi luôn. Tại Tết giờ em để ý nó là nó nở nha anh em, nó nở thêm 2-3 phân, 3-4 phân luôn. Tết nó đâu có phì chỗ này đâu, bây giờ nó phì cái này nè. Tết đâu phì dữ gì, mới mấy tháng mà phì quá trời phì luôn. Qua giãn cách xã hội em lấy cây phôi về giao lưu nữa nghe nè. Hôm ngày không có cây phôi giao lưu cũng hơi buồn. Được rồi, em cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Dạ, cuối video em cũng xin chúc toàn thể anh em, cô bác trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong phòng chống dịch nha anh em. Được rồi, em xin chào nghe anh em. Bye bye anh em.